Ây trời ơi. Tìm ta nắp. Anh chuyển ra bắn bánh. Đau đầu. Thôi hết thì bắn nhá. Ừ, bắn chân ga rồi nghỉ nhờ. Rồi. Bảo vệ lên gõ cửa. Không mà cũng nghe nghe bài này. Rồi nha. Ôi view lên nha. Anh ơi. 6k lên đấy. Nghe nhiều được quen đâu. Nghe nhiều quen hả? Nghe nhiều lần. Mọi người nghe nhiều lần. Nãy nghe nhiều lần. Thiếu rồi. Lên gửi thầy công học, công thầy học nha. Hoàng ơi lấy cho cái gối, cái gối ở trong giường ấy. Lên công thầy học nha, gối công. Hả? Nói sai. Nơi nó là tan tinh mách. Nói dối làm tim tan nát. Ờ lôi thủa cây kìa. Ok. Ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên gối công thải học nha mọi người, công thải học nha. Gối này nhà mình dùng. Khôi. Rất là thích, đang dùng luôn nha mọi người. Khiếp. Linh đâu? Đúng rồi. Anh đang đánh bia à? Hả? Đây. Đây á. Vâng. Hôm nay target của mọi người. Này, lên công gối công thể học nha mọi người. À, quên bắn nhiều. À, cắt mấy cái tập đây. Tại cái to thì đầu sẽ là như thế này. Đầu, cái phần gối sẽ bò ở đây nha mọi người. Cái phần đầu kê ở đây này. Đấy, êm lắm luôn nè mọi người. Cũng não này, để đâu. Gối này rất là êm nha. Rồi, lên giá đi Đức Anh ơi. Bảo vệ lên gối. Chết rồi, xin lỗi hàng xóm nha. Con ơi. Ôi, ông lôi ông cầm mic ông cất rồi kìa. Ôi cầm cho con, lôi cầm về Angola đấy. Không biết hôm nay có bán được đây hàng ơi, không mà xin của nhãn hàng rồi đây lôi. Cái này là cái lễ là 112k, hôm nay chỉ còn 79k. Một gối hôm nay còn 79k mọi người ơi, 79k. Nhà có bao nhiêu người mua bấy nhiêu gối mọi người ơi. Mua về cho ông bà bố mẹ gối kê. Cái gối này rất là êm luôn. Và cái gối này này gắn kết tình vợ chồng, tình anh em, họ hàng. Đấy cô Lê ơi. Một gối này rất là to. Có thể kê được hai người luôn nha mọi người. Có thể hai đầu kê với nhau này. Rất cô là tình cảm luôn. Cái cầm này không mang về la không? Có, cắt đi. Đây, ở phía trong sẽ là bông gòn này. Bông gòn rất là sạch luôn nha mọi người yên tâm nha. Đây, cái giá này thì không thể nào mà lông vũ được. Là bông gòn nha mọi người. Đấy, hôm nay chỉ còn 79k một chiếc nha mọi người. 100 suất. Lên chưa? Có free ship không? Có chị ơi. Free ship luôn nha mọi người. Lúc mọi người mua là nó sẽ hút chân không. Hút mọi chân không nha. Mọi người khi mà mọi người mua từ 2 chiếc thì sẽ chỉ còn 150k thôi chị. Ôi trời, mua 2 chiếc còn 150k thôi mọi người ơi. 150k là vì chi là còn 75k một chiếc. Còn mua lẻ là bao nhiêu? Mua lẻ là 79k. Nếu mọi mua người... lẻ là 79k. Mua cặp là 150k. Gối chồng ngáy không Lê ơi, gối chồng ngáy á. Cô Lê ơi, cô Lê, khi nào nó sang Angola, cô Lê mua cho con Lê đưa cho Lê cái đấy. Nhưng mà Lôi phải ngoan, Lôi phải ngoan cơ. Đây nha mọi người, gối đây nha, mọi người có thể mua cái vỏ gối điều hòa này về để bỏ vào này rất là đẹp luôn. Nhiều người có 59k chứ nhỉ? Ôi sao lại 59k nhỉ? Mọi người thấy giá bao nhiêu comment lên cho em được không mọi người? Ừ, 59k kìa cả. Gối này ở nhà mình đang dùng luôn. Và nhà nào cũng dùng luôn đây mọi người. Đây, cái phần đen đen này là cái phần đầu của mình kê lên đây nha. Nó sẽ êm cái cổ này. Sáng ngủ dậy là không bị nghèo cổ ấy. Thường thường là mình ngủ mà gối nó bị cao quá là mình hay bị nghèo cổ hay bị đau. Hay bị đau ấy. Còn cái gối này là không bị đau luôn, rất là êm luôn nha. Rất là êm luôn. Thích lắm. Đây, êm lắm, thích. Đấy. Khi mà giặt thì mọi người tháo hết cái bông ra cho em, xong rồi giặt hoặc là phơi lên thôi nha. Có gối màu khác không? Không, cái này không có màu. Gối này không có màu, gối này là cái ruột của nó là như thế này. Mọi người thích mua cái vỏ gối màu gì thì mua về để bỏ vào thôi nha mọi người. Đây, kem chống nắng hay tàng cái tinh dầu này. Vỏ gối thì mọi người chỉ cần mua cái loại vỏ gối kích thước phù hợp với cái này là được. Ừ. Là có thể nhét vào vừa chứ không cần. Kích thước này là kích thước bao nhiêu đây? Xem chị cái kích thước bao nhiêu. Cái này nằm đã cực kỳ luôn mọi người. Đây này. 60. Êm lắm. Này, êm lắm luôn á. Tầm 40-60. Nó không bị mềm quá, cũng không bị cứng quá, nó vừa vừa ấy mọi người, rất là thích luôn. À, 45-65. 45-65. Kích thước 45-65 nha.
Còn bao nhiêu sức nữa? Có bị mỏi vai không em? Không. Mọi người mua về dùng thử đi, không bị mỏi vai gáy. Và đặc biệt là những ai mà nằm hay bị nghèo cổ ấy, hay bị kiểu nằm nghiêng như này mà không di đầu đi nơi khác ấy, là sáng ra là nó bị đau, đi đau cổ. Còn cái này là không bị nha. Cái này dơ thì giặt như thế nào, giặt như thế nào. Dơ thì có một cái khóa như này để mọi người thảo cái bông gòn ra. Thảo cái bông như này ra. Cái gì đấy? Ông Hoàng đành đảm à? Đây, thảo cái này ra xong rồi là giặt cho em thôi, rất là sạch sẽ. Ui, có 56k. Cái gì? Có lẽ như thế này. Có lẽ như luôn ngày xưa nhi. Nhi, đi rửa tay đi, mùi chân gà quá. Đi rửa tay đi. Nhi rủ cô Lê đã. Ta nó lên rửa tay xong rồi cô Lê. Đi rửa tay đi đã, rồi nói chuyện sau. Đi đi, rửa tay. Xong rồi cô Lê đánh lên xong cái răng. À, ok. Tào lao. Đây, ngồi này. Rất là êm luôn nha mọi người ơi. Sờ rất là thích, rất là êm. Có màu khác không? Chỉ có màu này thôi ạ. Màu này mua về xong mọi người mua cho em cái vỏ gối. Ví dụ như Quang Linh thì Quang Linh mua cái vỏ gối này. Em thấy là nhiều người đặt này. Em thấy nhiều người muốn đặt 2 cặp thì đang thấy giá là hơn 300 nghìn. Thì em khuyên mọi người là nên đặt thành 2 đơn. Bởi vì là khi mọi người mua 4 chiếc ấy thì nó bị quá cái cân nặng lên ạ. Thì chiếc nó sẽ đắt. Đúng rồi. Mọi người ai mà mua 4 chiếc ấy, 4 chiếc thì mọi người đặt cho em 2 lần nha. 2 lần cái combo 2 ấy, free ship nó sẽ rẻ hơn. Có anh Quang Linh đó không? Không, anh Quang Linh đang đi làm xong rồi đi chơi đó. Đây mọi người có thể bỏ cái gối vào trong cái vỏ gối. Bị lag à? Hơi lag à? Số nhảy nhanh quá, lag à? Làm như kiểu mà anh Linh lại. Đây, vỏ gối, bỏ cái vỏ gối vào. Ê, xinh không mọi người, xinh không? Gối công thể học nha, rất là êm. Đấy, như nhà mình thì nhà mình bỏ cái vỏ gối như này vào. Đấy, vừa mát vừa êm. Cái vỏ gối này là vỏ gối vỏ gối điều hòa ấy. Rất là mát. Đang ở Hà Nội anh ơi, đang ở Hà Nội ạ. Thôi còn bao nhiêu chiếc nữa? Còn hết khô bò rồi. Hết khô bò rồi mọi người ơi. Còn 15 xúc nữa. Yeah. Đây mọi người, đây. Cô lấy đấm lôi đi. Sao lại đấm lôi? Đấm đi. Không, gãy răng đấy. Không, đấm tiếp đi. Đưa đi nào, sao lại thế? Đấm tiếp đi. Không, gãy răng đấy. Đấm tiếp đi. Gãy răng. Cái đấm tiếp đi. Gãy răng thì làm sao? Không cần. Không, cô lại sợ lắm. Thôi đừng. Không, cô lại không cần mô. Hãy tả ở ngoài. Không ra được nha. Đấm như này là sao mà gãy răng được? Phải đấm như nào? Để răng để mà ăn đấy chứ. Gãy hết thì còn đâu răng cứng. Không, ăn cháo. Với mấy nữa về Angola. Ăn cháo đâu, ăn bột ngô mà. Ăn phui à, ăn bột ngô à? Gãy răng đấy, nói thì không nghe. Không gãy răng mô cái gì. Lấy cho cô lấy cái chân Lôi ơi. Lôi ơi, lấy cho cô lấy cái chân ở trong nhà ấy. Thôi. À khôi à? Bàn gối thôi à? Bán gối thôi, bởi vì cái chăn nó đang linh, đang lỗi. Ok. Cái linh đang lỗi là hơi đắt tiền một chút xíu so với là bình thường. Linh cái bàn trả kíp của... Không, của Lôi thôi. Của Lôi với cô Quỳnh. Màu xanh và màu hồng. Ta không phải của cô Lệ. Không, hôm nay không bán của cô Lệ. Đây, cái gối này mọi người này. Êm lắm. Ai mà ông bà bố mẹ các kiểu ấy, mọi người mua về cho ông bà bố mẹ dùng nha. Êm, thích. Dùng thích thật sự luôn ấy. Đây. Dùng lâu rồi mà không bị sọc xẹp, không bị ọp ẹp. Nhầm, không bị ọp ẹp. Còn cái này. Đâu, không phải cái này. Cái màu xanh của Lôi mà. Cái bàn chải của Lôi, bàn chải điện ấy. Ủa. Đây điện hả? Lâu rồi mà không bị sọp, không bị ọp ẹp nha mọi người. Này, rất là êm luôn nha. Cứ mua về đi, cứ tin mình một lần đi, mua về đi, dùng thử đi. Thích cực kỳ luôn, kỳ luôn ấy. Còn mà mua về mà không ưng thì gặp Nam Hoàng ở đâu là đấm ở đấy. Mình bán nhưng mà đấm Nam Hoàng nha. Cái ngon cái đẹp thì không cho, toàn cái xấu ấy đấy. Anh bắt cái keo anh ngắm. Uầy, cái gối này nằm cực thích luôn mọi người ạ. Cái gối này làm thích lắm. Mình từ khi nằm gối này mà ngủ từ 12 giờ đến 12 giờ trưa mà. Ngủ quá mà. Ngủ khiêm luôn đấy mọi người. Ở trong giường
ở trong giường này là còn một cái nữa, hạ ở đâu còn bốn cái nữa đúng không? Nhiều, nhắn hàng gửi nhiều. Nhắn hàng gửi nhiều lắm. Đây. Gửi thêm đi. Gửi thêm đi, gửi thêm đi. Thêm cho, để chị mang về cho cho hai nhà nữa. Còn một cái nữa này. Đùa đây không phải. Chị còn từ một cái nữa này. Ngồi này kích thước bao nhiêu được anh ơi, chị quên mất rồi, kích thước bao nhiêu nhở? 65 x 45. À, đây này. Ở trong giường là toàn dùng gối này thôi nha mọi người, 65 x 45. Có cái gối của trẻ con không?